Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ ngành, đơn vị liên quan và tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau khi Quốc hội ban hành luật quy hoạch năm 2017, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, các chỉ đạo triển khai, nhưng việc tổ chức thực hiện vẫn chưa đạt được tiến độ như mong muốn. Do đó, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để bàn giải pháp tiếp tục triển khai luật quy hoạch hiệu quả, thực chất và đúng tiến độ. Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội có nội dung giám sát về công tác quy hoạch. Hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình triển khai thực hiện luật quy hoạch. Dự kiến trong năm 2021 sẽ có 19 trên 38 quy hoạch ngành quốc gia, 1 trên 6 quy hoạch vùng, 26 trên 63 quy hoạch tỉnh hoàn thành công tác lập thẩm định, các quy hoạch còn lại sẽ được hoàn thiện và trình thẩm định trong năm 2022. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện luật quy hoạch, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nêu, phân tích nguyên nhân những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Quy hoạch cấp trên thì cũng phải dựa vào quy hoạch cấp dưới để xây dựng. Thì cái này là một cái sự hết sức là khó và nhưng mà chúng ta phải làm và làm sẽ làm được, là chúng ta phải theo tinh thần là không được cắt cứ, không được là cục bộ, là chia sẻ thông tin, phải phối hợp chặt chẽ với nhau và phải làm đồng thời với nhau. Thì cái quy hoạch cấp trên chúng ta vẫn làm. Tuy nhiên thì chúng tôi đồng ý rằng là bây giờ cái vấn đề mà chúng tôi thấy cần phải đẩy nhanh nhất chính là cái khung định hướng của cái quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định những ý kiến tại hội nghị rất tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, sát thực tế. Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh một số nghị định liên quan tới công tác quy hoạch với tinh thần vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng, đảm bảo kết nối quy hoạch ngành, tỉnh, vùng và quốc gia. Thì tôi đề nghị là tăng cường cái công tác lãnh đạo chỉ đạo. Thì tùy tình hình cụ thể của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhưng mà tinh thần chung là các ông chí bí thư cấp ủy, các ông chí đứng đầu các cấp chính quyền thì tập trung cho cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cái này. Thì tùy từng địa phương, các ông chí có thể thành lập ban chỉ đạo ở cấp nào và đồng chí nào làm thì thuận lợi nhất và có hiệu quả nhất thì các ông chí bố trí. Thì theo tôi là cái cách như vậy cho nó linh hoạt và cho nó có hiệu quả. Và tôi đề nghị các ông chí coi đây là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng trong cái năm 2021 và những năm tiếp theo, vì chúng ta còn tiếp tục bổ sung. Mà quy hoạch tốt thì tôi nói với các ông chí rồi đấy, có quy hoạch tốt thì mới có dự án đề án tốt, mà có dự án tốt, đề án tốt thì mới có các nhà đầu tư tốt và chúng ta mới sử dụng hiệu quả cái đầu tư công. Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế với tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ trách nhiệm, gắn với giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Các bộ ngành địa phương, đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu, phối hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu trên tinh thần đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, không câu nệ về hành chính, không cục bộ, chia cắt, manh mún. Các bộ ngành công bố định hướng quy hoạch ngành để các địa phương tham khảo và ngược lại. Các bộ ngành khẩn trương xây dựng và ban hành trong tháng 9 năm 2021. Các văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển và sắp xếp phân bổ không gian theo nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm toán nhà nước cho hay trong năm 2020, toàn ngành đã kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn nhà nước năm 2019 của 160 doanh nghiệp thuộc 17 tập đoàn và tổng công ty. Trong đó phần lớn các đơn vị còn sai sót trong việc hạch toán, kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nên phải điều chỉnh tài sản, doanh thu và chi phí, đồng thời kiến nghị tăng thu cho ngân sách trên 1.031 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện nay thì giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn tiếp tục chậm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, đồng thời có thể làm mất đi cơ hội tạo ra động lực phát triển cần thiết cho nền kinh tế.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết tháng 7 năm 2021, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án có đủ điều kiện giải ngân là 398.616 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn trong nước đạt 86,05% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 89,27% kế hoạch. Trong khi đó, đến nay, số vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết cho các dự án còn lại khá lớn là 62.683 tỷ đồng, bằng 13,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chỉ đạt 7,52%. Tổng cục Hải quan cho biết trong nửa đầu tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 1,36 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm cho đến hết ngày 15 tháng 8, cả nước đã thâm hụt 3,88 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 năm 2021 đạt 24,1 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 18% so với nửa cuối tháng 7. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 đạt 339,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,36 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,88 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Công Thương cho biết đã rà soát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dầu khí và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để phục vụ cho việc xây dựng luật về hai lĩnh vực này. Đồng thời, Bộ đã có đề xuất lộ trình hoàn thiện pháp luật giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực thương mại, dầu khí, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điện lực, hóa chất, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, phòng vệ thương mại điện tử, quản lý phát triển cụm công nghiệp, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu gạo của cả nước đạt gần 3,49 triệu tấn, tương đương giá trị đạt 1,89 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,7% về khối lượng và 3,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và chỉ đạo khối ngân hàng thương mại cho thương nhân xuất khẩu gạo vay thêm một phần tín chấp để thu mua dự trữ lúa gạo vụ hè thu, đồng thời giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời hạn cho vay lên 9 tháng hoặc 1 năm để thương nhân có đủ thời gian quay vòng vốn hoàn nợ. Trong văn bản góp ý dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đề xuất giảm 30% tiền điện cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021, cũng như nhiều loại phí khác đến giữa năm 2022 để hỗ trợ phục hồi sản xuất xuất khẩu thủy sản. Việc hỗ trợ là giải pháp cần thiết, tạo động lực cho việc phục hồi của cả chuỗi sản xuất xuất khẩu thủy sản. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 năm 2020 vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dự thảo thông tư mới đã cho phép tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi quy định. Trong đó, tổ chức tín dụng sẽ được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ, giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn và giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định. Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tổng tiền gửi của dân cư đến cuối tháng 6 là gần 5,3 triệu tỷ đồng, tăng 2,94%, và tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,78% so với cuối năm 2020. Riêng tháng 6, lượng tiền gửi của người dân vào các ngân hàng tăng dòng trên 17.350 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,32% so với tháng 5. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước trong lịch sử dữ liệu thống kê được công bố. Ngược lại, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế doanh nghiệp lại tăng thêm trong tháng 6 là hơn 74.200 tỷ đồng, tăng 1,47% so với tháng liên trước và là tháng tăng dòng cao thứ 2 từ đầu năm, chỉ sau mức tăng gần 203.000 tỷ đồng hồi tháng 3. Diễn biến trên hoàn toàn trái ngược so với bình quân các năm trước, khi tăng trưởng tiền gửi của dân cư thường lớn hơn nhiều so với các tổ chức kinh tế.
Thành phố Hà Nội vừa công bố tổng đài 1022, kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Tổng đài 1022 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19 tháng 8 năm 2021 với 4 nhánh. Nhánh 1, bấm phím 1, kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115. Nhánh 2, bấm phím 2, kết nối đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội. Nhánh 3, bấm phím 3, kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Nhánh 4, bấm phím 4, kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Vào chiều ngày 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu căn cứ vào tình hình dịch tễ, Thành phố Hồ Chí Minh phải xác định mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng cũng yêu cầu tuyệt đối ai ở đâu thì ở yên đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường trong thời gian ít nhất là 2 tuần tới. Thủ tướng yêu cầu khi các địa phương quyết định giãn cách để phong tỏa ổ dịch thì phải thực hiện cách ly triệt để, tìm ra được F0, nhanh chóng đưa ra khỏi cộng đồng và có xu hướng điều trị phù hợp. Đồng thời nhấn mạnh khi đã có phong tỏa thì không để người dân nào bị đói, thiếu ăn, thiếu mặc, phải đáp ứng nhu cầu y tế thiết yếu của mọi người ở mọi lúc, mọi nơi, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tổng hợp về lực lượng y tế, cần bao nhiêu điều dưỡng bác sĩ thì phải có ngay cho Thành phố Hồ Chí Minh, cần bao nhiêu công an, cảnh sát để đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ Công an đang tiến hành, quân đội cũng phải tăng cường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang triển khai chuẩn bị 400 trạm y tế lưu động để chăm sóc điều trị F0 tại nhà, giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chức năng trước mắt của trạm này là tiếp tục quản lý F0, tư vấn, truyền thông, điều trị tại nhà. Trạm y tế lưu động dự kiến có tối thiểu 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 3 nhân viên hỗ trợ, có thể không có chuyên môn y tế. Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị 400 trạm y tế lưu động phù hợp với số lượng F0 tại nhà. Thời gian sắp tới, ngành y tế hướng tới 1.000 trạm, các trang thiết bị thiết yếu gồm tối thiểu 2 bình oxy, máy thở, máy đo SPO2, kit xét nghiệm tại nhà, đặc biệt là túi thuốc. Vào ngày 20 tháng 8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết tỉnh đang mở đợt 2 về chiến lược xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng nhằm quyết triệt để F0, đồng thời tập trung vào các khâu thu dung, điều trị, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Theo đó, qua triển khai xét nghiệm đợt 2 từ ngày 2 tháng 8 cho đến nay, tại nhiều địa phương, ngành y tế đã lấy 345.370 mẫu test nhanh và khẳng định RT-PCR, qua đó phát hiện 8.394 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế vừa có quyết định số 3979 về việc ban hành tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Y tế, với nhóm chỉ số về mắc mới COVID-19 trên địa bàn, số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Về nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm, giảm tối thiểu 50% huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao, giảm tối thiểu 50% ở các huyện, xã có mức độ nguy cơ cao, giảm tối thiểu 50% huyện, xã ở mức độ có nguy cơ. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, vaccine phòng COVID-19 Covivac đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, dự kiến trong tháng 11 của năm 2021 sẽ có kết quả nghiên cứu giữa kỳ của giai đoạn này. Dự án nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế trực thuộc Bộ Y tế được nghiên cứu từ tháng 5 năm 2020. Trong giai đoạn 2 này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình là đơn vị phối hợp triển khai. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá ngay nếu kết quả tốt, chọn được liều phù hợp và khẳng định được tính sinh miễn dịch bước đầu sẽ cho triển khai ngay pha 3. Nếu đánh giá tốt, tháng 12 năm 2021 sẽ có kết quả ban đầu của giai đoạn 3. Vaccine chứng minh được độ an toàn, tính sinh miễn dịch cao, bước đầu thể hiện rõ hiệu quả thì có thể đề xuất Hội đồng Đạo đức, Hội đồng cấp phép để xem xét cấp phép trong điều kiện khẩn cấp. Bộ Y tế cho biết đơn vị đang nỗ lực tối đa để đưa vaccine về nước sớm nhất, nhiều nhất. Dự kiến trong tháng 8 và tháng 9, Việt Nam có thêm khoảng 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong quý 4 của năm nay, lượng vaccine tiếp nhận có thể nhiều hơn, từ 20 cho đến 50 triệu liều một tháng.
Bộ Y tế kỳ vọng từ nay cho tới cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ bao phủ được vaccine COVID-19 cho 75% dân số. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, hiện các doanh nghiệp trong ngành đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Do đó, VITAS đề nghị giảm 30% giá điện cho đến hết năm 2021. Ngoài ra, Hiệp hội Dệt may Việt Nam tiếp tục kiến nghị thành phố Hải Phòng dừng thu phí cảng biển đến ngày 31 tháng 12 2021 và nghiên cứu giảm 50% cho năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn áp dụng thu phí cảng biển cho đến ngày 30 tháng 6 2022. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư góp ý dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Hiệp hội đề xuất giảm 30% tiền điện cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021 cũng như nhiều loại phí khác đến giữa năm 2022 để hỗ trợ phục hồi sản xuất, xuất khẩu thủy sản. Mới đây, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung các doanh nghiệp ngành nghề đặc thù như lương thực thực phẩm và đối tượng được hỗ trợ chính sách về vay mới, miễn giảm lãi suất cho vay, đẩy nhanh quá trình và thời gian giải ngân các khoản vay nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, FFA cũng đề nghị cho phép áp dụng việc điều chỉnh nâng hạn mức định giá những tài sản thế chấp hiện hữu đối với những doanh nghiệp đang có làm ăn uy tín, có khả năng thu hồi vốn trong tương lai, giúp tăng giá trị vốn vay lưu động cho doanh nghiệp từ 70% như hiện nay lên 85%. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tỷ lệ người dưới 50 tuổi phải nhập viện ở Mỹ do COVID-19 hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, phần lớn các bệnh nhân phải nhập viện do COVID-19 ở độ tuổi 30 và dưới 18. Đây là đợt tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ. Lần gần nhất, Mỹ ghi nhận gia tăng về số người mắc COVID-19 dưới 50 tuổi là tháng 1 năm 2021. Ngày 19 tháng 8, Viện Dịch tễ Robert Koch của Đức cho biết, trong những tuần vừa qua, số trường hợp xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính ở nước này đang gia tăng từ 4% lên 6%. Trong đó, những người trẻ tuổi hơn từ 10 tới 49 tuổi là đối tượng nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng bùng phát mới của đại dịch COVID-19 đã bắt đầu ở Đức. Dù đã ban bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp trọng điểm tại nhiều địa phương, số ca COVID-19 tại Nhật Bản không những không có dấu hiệu giảm mà còn tăng kỷ lục, nguyên nhân chính là do biến thể Delta. Theo thống kê, trong ngày 18 tháng 8, Nhật Bản đã phát hiện thêm 23.918 ca mắc mới, cao nhất từ trước tới nay. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của biến thể Delta, còn biết đến là loại biến thể kép được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ. Đây là biến thể nguy hiểm nhất của virus SARS-CoV-2 với khả năng làm sai lệch nhận thức của hệ thống miễn dịch cơ thể về chủng virus này, gây khó khăn cho việc nhận biết virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh quá trình tiêm chủng tại nhiều quốc gia châu Âu và đặc biệt là Mỹ đang diễn ra suôn sẻ, các biện pháp phong tỏa đang dần được nới lỏng, thì biến chủng Delta nổi lên như một mối đe dọa đối với không chỉ các quốc gia nói trên mà là toàn bộ thế giới. Những nước tiên phong về tiêm chủng đang đánh giá ra sao về biến chủng này? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, số ca mắc biến thể Delta đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua ở Mỹ. Tính tới ngày 19 tháng 6, hơn 20% số ca mắc mới COVID-19 liên quan tới biến thể Delta, tăng từ 10% vào ngày 5 tháng 6. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã xem Delta là biến thể đáng lo ngại vào tuần trước. Biến thể Delta đang lây lan khắp đất nước và lây cho những người trẻ tuổi trên toàn cầu. Điều quan trọng là người trẻ phải được tiêm phòng. Tuy nhiên, tin tốt là tất cả các loại vaccine được Mỹ cấp phép, bao gồm Pfizer-BioNTech, đều có hiệu quả đối với biến thể Delta. Chúng ta có công cụ, hãy dùng chúng để dập tắt đại dịch. Theo kênh truyền hình France Info, các nghiên cứu về biến thể Delta được nhận so với biến thể Alpha phát hiện ở Anh. Biến thể Delta dễ lây lan hơn 60% và tăng gấp đôi nguy cơ phải nhập viện. Tiến sĩ Raghib Ali ở Đại học Cambridge, Anh đánh giá, trong khi hàng triệu người chưa tiêm vaccine hoặc chỉ được tiêm một liều, khả năng lây lan của biến thể Delta càng lớn, đồng nghĩa với số bệnh nhân nhập viện sẽ tăng lên. Các loại vaccine được tiêm ở Anh vẫn đạt hiệu quả chống biến thể Delta, nhưng phải tiêm đủ 2 liều mới phát huy hiệu quả. Theo cơ quan y tế công cộng Anh, vaccine của Pfizer-BioNTech có đạt hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng do biến thể Delta và vaccine AstraZeneca đạt 60% nếu tiêm đủ liều.
Còn nếu chỉ tiêm một liều, hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech chỉ đạt 36% và vaccine của AstraZeneca chỉ 30%. Một số chuyên gia lo ngại biến thể Delta có thể làm tăng số ca nhiễm đột phá, phát hiện virus hoặc kháng nguyên SARS-CoV-2 sau 14 ngày, nơi người đã tiêm đủ vaccine. Giới lãnh đạo châu đã lên tiếng cảnh báo cần những biện pháp kiểm soát dịch mới vì diễn biến đáng lo ngại từ biến thể Delta. Hiện tại, biến thể Delta hiện vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số ca nhiễm ở châu Âu, nhưng đang lây lan ngày một nhanh chóng tại đây. Phân tích dữ liệu từ tổ chức sáng kiến toàn cầu chia sẻ dữ liệu cúm GSET cho biết, biến thể Delta chiếm tới 96% các ca lây nhiễm theo chuỗi tại Bồ Đào Nha, hơn 20% tại Ý và khoảng 16% tại Bỉ. Nhiều người lo ngại điều này có thể phá bỏ toàn bộ những bước tiến tích cực tại Liên minh châu Âu hơn 2 tháng qua trong cuộc chiến chống dịch bệnh. 2-4% các mẫu virus được phân tích tại Pháp là biến thể Delta. Bạn có thể nói số liệu này thấp, nhưng tình huống này giống với Anh cách đây vài tuần. Chúng ta đang trong quá trình đè bẹp virus này và xóa sổ đại dịch. Chúng ta không thể để biến thể Delta vượt mặt. Tại Bồ Đào Nha, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng đã xuất hiện tại khu vực Lisbon, nơi chiếm hơn 60% số ca nhiễm mới quốc gia này ghi nhận trong tuần qua. Giới khoa học tại châu Âu đang hướng sự quan tâm về Anh để tìm kiếm manh mối về diễn biến tiếp theo, cũng như các biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Một viện nghiên cứu ở Vũ Hán vừa công bố phân lập thành công biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và đang tăng tốc phát triển vaccine đặc hiệu dành cho biến thể này. Theo các dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3 trên vaccine COVID-19 dành cho biến thể Delta của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học trực thuộc tập đoàn Sinopharm Trung Quốc đặt tại thành phố Vũ Hán cho thấy, hiệu quả bảo vệ toàn diện của vaccine là 72,51% và tỷ lệ ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng và trung bình trên các đối tượng thử nghiệm gần như 100%. Tất cả các trường hợp thử nghiệm đều tạo kháng thể cao. Viện nghiên cứu thuộc tập đoàn Sinopharm vừa thiết lập dây chuyền công suất 1 tỷ liều một năm, đặt mục tiêu mỗi tháng sản xuất từ 80 đến 100 triệu liều vaccine. Trong cuộc chạy đua nước rút cung cấp đối thủ trong nước như Sinovac, CanSino Biologics trong đưa vaccine đặc hiệu dành cho biến thể Delta ra thị trường, thì Sinopharm đang có nhiều lợi thế nhất. Đơn vị này đang nỗ lực hoàn thành nghiên cứu thử nghiệm tiền lâm sàng và đang xin phép phê duyệt sử dụng khẩn cấp càng sớm càng tốt. Bản báo cáo đánh giá nguy cơ của Liên Hợp Quốc cảnh báo Taliban đang đẩy nhanh việc truy lùng những người từng hợp tác với Mỹ và NATO, thực hiện việc gõ từng nhà để tìm ra số này. Báo cáo mật này do các chuyên gia chuyên về đánh giá nguy cơ của Liên Hợp Quốc thực hiện. Theo đó, Taliban có lập ra danh sách ưu tiên về những người lực lượng này muốn bắt giữ, cùng với đó là lời đe dọa sẽ bắt cóc, sát hại người thân trong gia đình nếu như đối tượng không quy hàng. Christian Nelman, Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích Toàn cầu Na Uy, NCGA, đơn vị soạn thảo báo cáo cho Liên Hợp Quốc cho biết, Taliban đang nhắm vào những gia đình có thành viên không chịu quy hàng, sẵn sàng trừng phạt số người thân. Những trường hợp hợp tác với Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc quân đội chính phủ và cùng gia đình họ dễ rơi vào tình cảnh bị truy bắt. Điều này sẽ làm giảm năng lực của các cơ quan tình báo phương Tây, cả về mạng lưới, phương pháp trong nắm tình hình, đối phó với Taliban, quân khủng bố IS hay các mối đe dọa khủng bố khác. Trong bức điện mật ký vào ngày 13 tháng 7, khoảng 20 nhà ngoại giao Mỹ ở Afghanistan đã đưa ra những khuyến nghị về cách thức giảm thiểu khủng hoảng và đẩy nhanh việc sơ tán trước nguy cơ Taliban đang kiểm soát Afghanistan. Tờ Wall Street Journal số ra ngày 19 tháng 8 đưa tin, tháng trước khoảng 20 nhà ngoại giao Mỹ ở Afghanistan đã gửi bức điện nội bộ cảnh báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken về khả năng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á. Theo báo trên, bức điện mật ký vào ngày 13 tháng 7 đã đưa ra những khuyến nghị về cách thức giảm thiểu khủng hoảng cũng như đẩy nhanh việc sơ tán. Giới chức Mỹ từ chối xác nhận các chi tiết cụ thể hoặc chia sẻ nội dung của bức điện. Phát biểu với hãng tin CNN, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông Jonathan Finer cho biết, bức điện phản ánh những gì giới chức Mỹ đã tuyên bố rằng không ai dự đoán chính xác chính phủ và các lực lượng Afghanistan sụp đổ trong một vài ngày. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 8, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đã đề xuất khoản tiền phạt 531.545 USD đối với 34 hành khách mới đây đã có những hành vi cư xử không đúng mực, trong đó khoản tiền phạt dành cho lỗi không đeo khẩu trang lên tới 9.000 USD. Nước Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong báo cáo về các trường hợp hành khách gây rối trên máy bay. Kể từ đầu năm đến nay, FAA đã ghi nhận 3.889 báo cáo về việc hành khách gây rối, trong đó có 2.867 trường hợp hành khách không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Ngoài ra, còn có nhiều lỗi hành vi khác như ném đồ dùng cá nhân hoặc hành lý của các hành khách cùng chuyến, gây mất trật tự trong hành trình, nằm y trên lối đi hay có hành vi hăm dọa, khiếm nhã với những người khác. Trong 7 tháng đầu năm nay, số các vụ vi phạm kiểu này mà FAA thống kê được cao gấp 3 lần con số của cả năm ngoái. Tổng số tiền phạt cả năm 2021, cơ quan trên dự kiến thu về có thể lên tới hơn 1 triệu USD.